chú anh chị gần xa thương mến đang xem kênh của Nguyễn Sĩ Lốc. Nguyễn Sĩ Lốc bữa nay là ngày 15 mình tháng 3 âm lịch. Ngày 15 tháng 3 âm lịch, Nguyễn Sĩ Lốc có tại mặt ở thành phố Hà Tiên. Nguyễn Sĩ Lốc trước mặt màn hình của Nguyễn Sĩ Lốc là tượng của Mạc Hủ. Ngài là đã khai mở ở thành phố Hà Tiên này. Ngài là Mạc Hủ, cô chú anh chị. Mời cả nhà cùng theo dõi kênh của Nguyễn Sĩ Lốc. Để Nguyễn Sĩ Lốc thấy những cái phong cảnh nào ở thành phố Hà Tiên này đẹp á, Nguyễn Sĩ Lốc ghép với cái đoạn này nha cô chú anh chị. Nếu mà cô chú anh chị thấy Nguyễn Sĩ Lốc kỳ biêu có đẹp và hay dễ nghĩa, cô chú anh chị cho Nguyễn Sĩ Lốc một like và một lượt đăng ký để cho Nguyễn Sĩ Lốc có tinh thần và động lực làm video tiếp theo nha cô chú anh chị. Tượng ngài Mạc Hủ nhìn rất là oai phong lẫm liệt nha cô chú anh chị. Ngài là khai phá mở đất địa ở thành phố Hà Tiên này nè cô chú anh chị. Mạc Hủ. Đường đi xuống bến tàu Bình An Hà Tiên ra Phú Quốc nha cô chú anh chị. Còn sau lưng Nguyễn Sĩ Lốc này, màn hình này là trước màn hình là ở đường về cầu Tân Châu qua khu thành phố Hà Tiên, thị trấn thành phố Hà Tiên, cái gì lúc trước là thị xã Hà Tiên và lên thành phố Hà Tiên nha cô chú anh chị. Trước mặt màn hình Nguyễn Sĩ Lốc đây là bến phà Bình An Hà Tiên ra Phú Quốc cô chú anh chị. Còn đây là tàu hải tặc đang ngoài đảo hải tặc đang chạy vô cập bến ở Hà Tiên mình nha cô chú anh chị. Đó, ai có ra tàu hải tặc thì đi tàu này. Còn ở đây là phong cảnh về ở chợ đêm Hà Tiên. Còn ở đây là khách sạn Phú Đại và đồn biên phòng của phong cảnh rất là đẹp. Cảm ơn cô chú anh chị đang xem kênh của Nguyễn Sĩ Lốc. Nguyễn Sĩ Lốc xin chân thành cảm ơn cô chú anh chị cũng như trong nước và ngoài nước rất nhiều. Hello, chào cô chú anh chị gần xa thương mến. Nguyễn Sĩ Lốc hôm nay có mặt tại ở núi Đá Dựng. Giờ mà có mặt hình người dùm thì rất là kỳ quái không cô chú anh chị. Đó, lắp nhiều view rồi cho gom lại cho cô chú anh chị xem hình mặt người nha cô chú anh chị. Đó, rất là lạ ha cô chú anh chị. Ở đây là Đá Dựng Thạch Động cô chú anh chị. Ở đây có di tích lịch sử ngày xưa Thạch Sanh mà Lý Thông rồi đó cô chú anh chị. Có một vị sư kể chuyện nghe rất là hay. Bây giờ Nguyễn Sĩ Lốc bán có lên đó gì đưa cho cô chú anh chị được, chỉ review cái phong cảnh cái núi mà có cái hình mặt người Thạch Động. Đây có hình mặt người cho cô chú anh chị gần xa để biết hả. Cô chú anh chị có xem thấy hay dễ nghĩa, cô chú anh chị cho Nguyễn Sĩ Lốc một like và một lượt đăng ký. Nguyễn Sĩ Lốc xin chân thành cảm ơn cô chú anh chị rất nhiều. Lên khu di tích lịch sử di tích thắng cảnh ở Thạch Động cô chú anh chị, có mẫu chuyện Thạch Thanh Lý Thông cô chú anh chị. Còn cái hình mặt người nãy Nguyễn Sĩ Lốc review là Thạch Sùng đó. Đó, này ta mua bán rất đông, có thốt nốt ngày kia các cái khách tham quan lịch ta đến đây rất là đông cô chú anh chị. Địa điểm du lịch khu lịch ở đây là khu công viên văn hóa phường Bình Sang, còn gọi là một khu năm nha cô chú anh chị. Cô chú anh chị có đến thành phố Hà Tiên ghé viếng thăm khu công viên văn hóa phường Bình Sang là trước trước bộ cái mộ của năm nha cô chú anh chị, thành phố Hà Tiên. Nguyễn Sĩ Lốc bán bong bóng mới cô chú anh chị, mua bán nhận kiếm đồng ngân để về cắt một cái máy ấm gia đình, một cái nhà nho nhỏ mà chắc này không được rồi cô chú anh chị. Bán ới quá, bán không đủ ăn nữa, lấy gì có tiền đâu cắt nhà. Nhưng bây giờ Nguyễn Sĩ Lốc gắn review những cái phong cảnh đẹp đẹp để cô chú anh chị xem, để
YouTube cho mình đồng ngăn để cắt một cái túp liều chanh nha cô chú anh chị. Hai quả thêm vàng. Nhờ sự nhiệt tình cô chú anh chị ủng hộ kênh và chia sẻ cho nhiều người xem, Nguyễn Sĩ Lấp xin chân thành và cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều. Quảng cáo nhiều lần nha cô chú anh chị. Mừng tuổi giảm giá sắp 35 năm. Này cũng về này chắc siêu thị cấp mắt quá cô chú anh chị, quảng bá mua bán sản phẩm. Nàng tiên, chính nàng tiên. Ngày xưa là có mấy vị tiên nữ đang tắm ở chỗ dòng khu vực cầu nổi này. Ngày xưa ta thấy chính nàng tiên, bởi vì khi mà ta thành lập ở công viên này ta kêu là chính nàng tiên, là cô chú anh chị gặp tiên nữ tắm. Hello các bạn, Nguyễn Sĩ Lốc đang ở thành phố Hà Tiên, đây là thành 18 nha cô chú anh chị. Cảm ơn cô chú anh chị đang xem kênh của Nguyễn Sĩ Lốc. Nguyễn Sĩ Lốc chúc cho cô chú anh chị gần xa cũng như trong nước và ngoài nước luôn luôn được nhiều sức khỏe và có nhiều niềm vui trong cuộc sống. Đây là thành phố Hà Tiên, đây là người ta gọi là thành 18. Bữa nay là ngày 14, bữa nay là ngày 15, rằm, bữa nay ngày 15 tháng 3 năm 2024, Nguyễn Sĩ Lốc có mặt tại thành phố Hà Tiên. Đó, đẹp không của chú anh chị? Có hai vị khách Tây ba lô đang đứng đằng đó, Nguyễn Sĩ Lốc gom lại này của chú anh chị. Đây có hai vị khách Tây đi dạo một vòng ở thành phố Hà Tiên. Khách nước ngoài nha cô chú anh chị. Hướng này về chợ Bách Hóa Tổng hợp Hà Tiên. Còn hướng sau lưng Nguyễn Sĩ Lốc này là chỗ màn hình của Nguyễn Sĩ Lốc quay lại là ở cầu nổi Tô Châu. Còn ở đây gọi là chính nàng tiên. Còn bên kia là tỉnh Xá Ngọc Tiên và tỉnh Xá Ngọc Đăng. Đây là tỉnh Xá Ngọc Tiên. Còn tỉnh Xá Ngọc Đăng thì cây lúp còn chừa cái nóc lên nè cô chú chị. Còn đây là xe bong bóng của Nguyễn Sĩ Vlog. Bạn ơi review cho cô chú chị xem phong cảnh ở thành phố Hà Tiên. Hà Tiên đẹp như chú mơ. Có bài hát ca về Hà Tiên á cô chú anh chị. Hà Tiên đẹp như chú mơ. Đây có hai chú bồ câu rất là dạng nha. Đó. Có chú bồ câu rất dạng cô chú anh chị. Bay đi rồi. Này là bờ kè ở thành phố Hà Tiên nha cô chú. Sông nước mênh mông. Thành Nguyễn Sĩ Lốc là cầu Tô Châu. Đó, bên đảo sông Đồng đó cô chú. Chiều bờ kè ở thành phố Hà Tiên cô chú anh chị. Ở trước mặt màn hình của Nguyễn Sĩ Lốc là cầu Tô Châu với bến tàu Sipi Đông đi ra Phú Quốc cô chú anh chị, với bến tàu của An Thế. Phong cảnh nhất chiều thấy mát mẻ không cả nhà. Cô chú anh chị xem kênh Nguyễn Sĩ Lốc cho Nguyễn Sĩ Lốc một like và một lượt đăng ký để Nguyễn Sĩ Lốc có tinh thần và động lực làm video tiếp theo cho cô chú anh chị xem nha. Ngoài này rất là mát mẻ cô chú anh chị.
bờ kè rất nhiều người ta đi tập thể dục cái này kia rồi tản bộ. Còn sau lưng màn hình của Nguyễn Sĩ Lốc này, Nguyễn Sĩ Lốc quay lại review cho cô chú anh chị xem. Đây là cầu nổi Tô Châu ngày xưa, cầu nổi ngày xưa mà giờ ta dẹp nghe cô chú anh chị. Còn bên kia cái chùa Dân Dạng kia là Tịnh Xá Ngọc Tiên, phong cảnh rất là đẹp, chiều mát mẻ. Đây nước mặn nha cô chú anh chị. Để Nguyễn Sĩ Lốc thấy phong cảnh nào đẹp đẹp review ghép với cái đoạn này nha cô chú anh chị. Công viên chính Nàng Tiên. Đây rất chiều người ta đi tản bộ với người ta hóng mát rất là nhiều nha cô chú anh chị. Cũng mấy ngày này cũng có khách tham quan du lịch Lai Gai cô chú anh chị. Bán Nguyễn Sĩ Lốc bán thì cũng mới ngồi review cho cả nhà với cô chú anh chị trong nước và ngoài nước xem ở khu vực ở thành phố Hà Tiên nó thay đổi như thế nào thôi. Phong cảnh rất chiều mắt rất là mát mẻ cô chú anh chị. Đây là khách tham quan và đi du lịch nha cô chú anh chị. Mà Nguyễn Sĩ Lốc cũng không biết từ tỉnh nào tới, khách tham quan cũng đến đây để review check in chụp hình ở chính Nàng Tiên nè. Rất là đẹp. Nhờ anh chạy xe lôi check in giùm. Đây là khách tham quan du lịch Nguyễn Sĩ Lốc cũng không biết đến từ đâu. Dù đưa cho cô chú anh chị những khách du lịch đến đây để chúng ta check in hay là chụp hình của chú anh chị. Đây là công viên chính Nàng Tiên. Đây là khách tham quan năm nay yếu hơn năm ngoái nhiều nha cô chú anh chị. Đó. Này ta đến trên chụp hình xong rồi ta đi chỗ khác đi những điểm du lịch khác nữa cô chú anh chị. Giờ này mà ánh trăng dòm rất là tròn, dòm rất là đẹp nha cô chú anh chị. Nguyễn Sĩ Lốc thu gần lại làm như nó không được đẹp cô chú anh chị. Rất là đẹp. Ánh trăng tròn gầm tháng 3. Rất là đẹp. Ánh trăng tròn. Công viên chính Nàng Tiên, khách du lịch nữa nha cô chú anh chị. Nguyễn Sĩ Lốc cũng không biết tỉnh nào tới. Nguyễn Sĩ Lốc review cho cô chú anh chị xem. Có
rất là đẹp. Hôm nay Nguyễn Sĩ Vlog review tới đây, Nguyễn Sĩ Vlog xin tạm dừng video tại đây cô chú anh chị. Xin chào và hẹn cô chú anh chị lại video tiếp theo. Xin chào cô chú anh chị nha. Bye bye. Tối trăng lên dòm đẹp ha cô chú anh chị. Có mặt trăng dòm rất là đẹp. Bên đây xuống đèn dòm cũng đẹp luôn. Còn xe bong bóng của Nguyễn Sĩ Vlog bữa nay bán ới quá cô chú anh chị ơi. Cũng nhờ cô chú anh chị thương tình xem kênh ủng hộ Nguyễn Sĩ Vlog. Quá ới, ới quá ới.